thưa anh, với vai trò là đội trưởng của năm 2016 thi đấu ở VJ Junior Cup thì anh đánh giá thế nào về cái giải đấu của chúng ta lần đầu tiên ở Đà Lạt và cái cảm nhận của đội miền Nam thế nào với vai trò anh là đội trưởng? Vâng, thì với vai trò là đội trưởng thì tôi thấy là năm 2016 mặc dù là giải tổ chức lần đầu tiên nhưng mà rất là thành công, có cái sự tham gia rất là hào hứng của anh em. Và còn về cái cảm xúc của tôi trong cái giải đấy thì thực ra là dĩ nhiên là đội trưởng thì cũng phải muốn thắng cái giải đầu tiên, nhưng mà chúng tôi khi mà bước vào chúng tôi cảm thấy rất là tự tin, nhưng mà đã bị thua một cách rất là khít khao vào cái phút cuối. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái mà tôi vẫn phải suy nghĩ hàng ngày về cái giải đó. Sau cái giải đó thì anh có chia sẻ một cái điều rằng là bằng mọi giá năm nay đội tuyển miền Nam sẽ có những cái cuộc đòi nợ và rất là khốc liệt, thì không biết là công tác chuẩn bị được như thế nào với vai trò anh là đội phó mà phụ trách về mặt kỹ thuật của đội? Vâng, thì thực ra năm nay chúng tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, phải nói là chuẩn bị đến cả 4, 5, 6 tháng gì đó, cho nên nó kỹ lưỡng hơn và anh em tập trung tập luyện rất là chăm chỉ và đều đặn. Cho nên là hy vọng là năm nay cái thành phần của đội nó mạnh hơn và cái khả năng mà giành lại cúp nó cao hơn. Anh đánh giá thế nào về thực lực của đội tuyển miền Bắc năm nay ạ? Khi anh đã biết được cái danh sách của đội tuyển miền Bắc. Well, tôi thấy là cái đội của miền Bắc rất là mạnh, có lẽ là mạnh hơn cả năm ngoái nữa. Và cái thế mạnh nữa là dù sao đi nữa thì họ cũng gần cái sân Thanh Hóa hơn và họ là sân nhà hơn. Cho nên là chắc chắn là họ có lợi thế hơn.